Khu công nghiệp Bắc Thăng Long được thành lập vào tháng 2 năm 1997 với tổng vốn đầu tư hơn 24 triệu USD ở thời điểm đó. Dự án có quy mô khoảng 274 ha, nằm ở khu vực phía Bắc cầu Thăng Long, huyện Đông Anh, đến nay đã được lấp đầy. Liên quan đến dự án này, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Đông Anh vừa lập các báo cáo liên quan đến dự án xây dựng 3 tuyến đường ngoài hàng rào kết nối với khu công nghiệp Bắc Thăng Long tuyến 1, tuyến 2, tuyến 3. Cả ba tuyến đường này đều được Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội phê duyệt chủ trương đầu tư vào tháng 7 năm 2022, chủ đầu tư là Ủy ban nhân dân huyện Đông Anh. Tuyến thứ nhất có tổng chiều dài của tuyến là gần 2 km, chạy qua địa phận các xã Kim Trung và Võng La, huyện Đông Anh. Trong đó, đoạn tuyến 1 có chiều dài khoảng 0,9 km thuộc địa phận xã Võng La, diện tích thực hiện khoảng hơn 7,8 ha. Đoạn 2 có chiều dài 1,1 km thuộc địa phận xã Kim Trung, diện tích thực hiện khoảng 9 ha. Về quy mô, tuyến đường sẽ có tốc độ thiết kế 50 km h mặt cắt ngang 25,5m0, trong đó phần xe chạy rộng 7,5m, vỉa hè rộng 18m. Mặt cắt ngang của tuyến này được hoạch định nằm trong phạm vi chỉ giới đường đỏ của tuyến đường Bắc Thăng Long, nội bài. Tổng mức đầu tư của tuyến thứ nhất là gần 216 tỷ đồng, thời gian thực hiện dự kiến trong giai đoạn 2023-2025. Cụ thể, đây là tuyến đường chạy song song với đường Võ Văn Kiệt từ nút giao Võ Văn Kiệt. Tỉnh lộ 23 đến cầu Thăng Long. Đây có thể được coi là một đoạn tuyến song hành với đường Võ Văn Kiệt, đi qua khu vực cổng B, khu công nghiệp Bắc Thăng Long. Tuyến thứ hai có chiều dài khoảng 2,9 km, nằm trên địa phận các xã Hải Bối và Võng La. Đây là tuyến đường tiếp nối với đường số 1. Điểm đầu tuyến tại góc giao giữa ranh giới phía đông và phía nam của khu công nghiệp Bắc Thăng Long. Điểm cuối tại góc giao giữa ranh giới phía tây và tây bắc của khu công nghiệp Bắc Thăng Long. Tổng diện tích đất xây dựng của tuyến là hơn 14,7 ha. Về quy mô, tuyến thứ hai sẽ có tốc độ thiết kế 50 km/h, mặt cắt ngang 25,5 m, trong đó mặt đường xe chạy rộng 7,5 m, vỉa hè hai bên 18 m. Tổng mức đầu tư của tuyến thứ hai là gần 474 tỷ đồng. Tiến độ thực hiện dự án 2024-2027, trong đó thời gian chuẩn bị mặt bằng là 12 tháng, thời gian thi công là 30 tháng và hoàn thiện, bàn giao công trình đưa vào sử dụng là 6 tháng. Đây là tuyến đường đi qua khu vực cổng C, khu công nghiệp Bắc Thăng Long. Tuyến thứ ba có chiều dài khoảng 0,94 km, nằm trên địa phận các xã Đại Mạch và xã Võng La. Điểm đầu tuyến tại góc giao giữa ranh giới phía Tây và Tây Bắc của khu công nghiệp Bắc Thăng Long. Điểm cuối nằm tại nút giao giữa ranh giới khu công nghiệp Bắc Thăng Long với tỉnh Lộ 23. Để thực hiện, tuyến sẽ chiếm dụng khoảng 4,5 hectare đất. Quy mô của tuyến này cũng tương tự như tuyến 1 và tuyến 2 nói trên tổng mức đầu tư của tuyến thứ ba là hơn 166 tỷ đồng. Tiến độ thực hiện dự án 2024-2027, trong đó thời gian chuẩn bị mặt bằng là 12 tháng, thời gian thi công là 30 tháng và hoàn thiện, bàn giao công trình đưa vào sử dụng là 6 tháng. Đáng chú ý, theo quy hoạch phân khu đô thị N4, tuyến số 2 sẽ được kéo dài và giao cắt với đường dẫn lên cầu Thượng Cát.